chào tất cả quý anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa quý vị đi thưởng thức một loại hình cà phê rất là đặc biệt ở Sài Gòn. Đó là cà phê cá nha quý vị ơi. Thì hiện tại Kiên đang có mặt ở trên là số 228 đường Phạm Văn Hai, phường 5 quận Tân Bình nhá. Thì nghe bạn Kiên chia sẻ là ở đây có một cái quán cà phê cá rất là đặc biệt, nên là hôm nay Kiên mới có dịp đến đây thưởng thức và tiện thể quay lại chia sẻ với tất cả quý vị luôn. Đây, hiện tại thì trước mặt quý vị đây là quán cà phê cá này, nó nằm ở số là 228 đường Phạm Văn Hai, nó có tên là cà phê AMX Coffee nhá. Thì quán cà phê này là nó có là 4 lầu nhá. 4 lầu thì chúng ta sẽ cùng đi lên bên trên và thưởng thức cà phê cũng như là ngắm cá ở đây nhá. Đây là cái cửa đi vào này quý vị. Gọi cà phê đây em. Ok. Có cái gì nóng nóng này? Dạ. Cho anh cà phê sữa nóng nhé. Ok. Một cà phê sữa nóng. Đây là đường đi lên. Lên lầu 1 mình đợi nước nhé. Để lấy nước xong rồi lên lầu 3 mình uống mình ngắm cá luôn. Đây, cái đường đi lên, cầu thang đi lên nhé quý vị. Uống cà phê mà nó hồi hộp quá. Lần đầu tiên uống cà phê cá. Ồ, đây nó còn có cái dây bơm nước lên sao này. Lấy nước ở đây em. Đây chờ lấy nước đúng không? Đây cái phòng này chờ lấy nước.
cà phê để uống luôn. Thank you.